Em Vũ xin chào bà con đã trả lời màn ảnh nhỏ của em hôm nay nhất đức dài. Thì em có một cái bộ nồi ghim 125 đẹp hàng cọp ha. Quay này trước luôn. Hồi chút giờ tài hồi quay nhất trước rồi. Nhất đức có qua thì cái này là một thùng là 12 lon. Thì em bán cái loại này được. Nói chung là nhờ anh em thương. Thì có anh em ta mua trước một lon. Giờ người ta xài thử thì im quá cho nên người ta đã mua nhiều. Có người mua 6 lon, có người mua 12 lon. Thì ở shop tụi em thí dụ 6 lon thì em sẽ bao ship cho bà con. Còn 12 lon thì em sẽ tặng một lon luôn và bao ship luôn. Đó. Thì tính ra thì nó sẽ ngợi ra. Nhưng mà cái đó thì anh em nào người ta nhà ta có nhiều xe người ta mới mua như vậy. Thì người ta còn mua thử nữa để ta xài có tốt hay không nữa. Một lon là 230.000 nha. Mình phải cộng thêm tiền ship nè. Thí dụ anh em mua một lon, hai lon gì em cũng gửi hết. Nhưng mà tại sao giá lại cao thì nhớt của mình là nhớt nhớt 10W40. Cấp độ nhớt của mình là SN, là nhớt cao cấp nha. Cấp độ nhớt cao cấp SN. Đó. Nhớt mình là sử dụng cho tới 2.500 đến 5.000 cây mới thay một lần. Nè, giống như là khúc này là nước cốt nè ha. Tới 2.500 là nó tới 5.000 là nó hết nước cốt nè, tới nước dảo nè, thấy không? Xe ga, xe số xài chung với nhau, nhớt này màu lon 1 lít nha. Thì tất cả các dòng xe Honda, dòng xe số, xe Taiga, xe Yamaha, xe Suzuki đều xài chung cái loại nhớt này hết. Đây là nhớt tổng hợp. Đó. Thì đối với anh em chở nặng thì nó sẽ độ trơn giảm, nói chung là đỡ nóng cái máy lắm. Cái chất phụ gia nó cao, trơn nhờn cao thì giảm nóng máy. Đi đường xa giảm nóng máy, thích hợp đường xa nè, chở nặng nè, công sở nè ha. Nhớt không dụng mà. Còn mà anh em mà đi gần gần 1-2 cây số là nó chưa có nóng máy luôn á, giảm nhiều lắm. Thì chúng ta xé cái này ra thì nó sẽ là made in Germany, là sản xuất ở Đức á. Nhớt kỳ lân tháo ra là gặp ha. Rồi không nói nhiều thì một lon nhớt Đức như vậy là lon 1 lít thì sử dụng từ 2.500 đến 5.000 cây. Thì cái giá thành của mình là 230 cộng thêm phí ship. Đó. Mua 6 lon bao ship. Mua 12 lon tặng 1 lon bao ship luôn. Đó. Rồi thì ở đây kinh nghiệm nhỏ bé của em phiên dùng cho bà con thì thế giới anh pha trắng lốc trắng lốc đen pha nhỏ 100 đó. Dưới phụ Chanel thì phiên bà con đổ hết luôn nha, đừng đổ 800ml nha. Tại cái lượng nhớt nó ít thì sẽ dễ gây ra kêu bích tông. Tại khi chúng ta đời máy chúng ta giọt đi thì sẽ gửi kêu bích tông lắm. Còn mà chúng ta nhớt nhiều, chúng ta đời thì nhớt nó dễ phóng lên trên thì nó chậm kêu, nó khó kêu bích tông. Nói chung là vậy. SHM dễ kêu bích tông là lý do là dinh lớn mà chúng ta đổ nhớt ít. Chúng ta bấm, chúng ta đời kéo ra giọt liền thì lúc đó cái lượng nhớt nó chưa lên bích tông thì nó sẽ dễ gây hại kêu. Full chalet máy 125 anh em đổ 800ml, khi anh em đời bấm kéo ra giọt liền, nhớt nó chưa lên bích tông nữa, chúng ta đã chạy rồi thì cái lượng nó sẽ gây sức bích tông, dễ kêu bích tông lắm. Rồi đó, kinh nghiệm nhỏ bé thì khuyên anh em dùng đổ hết 1 lít nha. Cho qua. Rồi hiện tại thì mình có một bộ nồi ghim 125. Đây là nó sản xuất tháng 8/2022, bộ nồi cọp. Bao hú, bao cọp luôn, ngày 17/8/2022. Đó, dành cho anh em nào muốn dọn lên full LED, full mập, quay đầu dầu, quay LED là vừa y gan, không có khác gì hết trơn nha. Là chúng ta sẽ gắn vô tay dên là vừa luôn, nó là gắn qua quay LED, quay đầu dầu là vừa y gan. Rồi thì nó là tháng 8, nó chỉ có mới hơi vô lần hơi thôi, chưa sọc chuông. Nè, hơi có dấu hơi ha, có dấu chứ không phải là không có. Khi mà anh em đổ xăng vô 1 lít 2 lít xăng là nó đã có dấu rồi đó. Từ khi xe dài vài chục cây số mới không có dấu thôi nè, nó có dấu hơi đó, nhưng mà nó chưa sọc chuông. Nếu mà nó chuyện tình trạng mà sọc chuông á thì nó sẽ sao khuyết, mình đẩy móng tay là nó sẽ bựa. Còn cái này nó mới có hơi dấu lần thôi,
nha. Hơi hơi rồi, hơi hơi cộm có dấu lằn hơi hơi. Chuông là găng cỏ là bao với bà con luôn nha. Bao là không bao giờ nhâm, không bao giờ mẻ. Tại vì là tháng 8 2022 nó chạy chưa có nhiều chừng, chưa có nhiều chừng nó không hư nổi nữa. À, lò xo còn ok luôn ha. Tại mấy phần nồi này nó phải vô nhớt vậy đó, nếu không vô nhớt thì nó sẽ bị khô nồi, rồi nó sẽ bị dợp hai tay. Tại cái phần bố là như mới nha bà con ha. Không còn gì để tả nha. Nè. Vàng tư như mới 3.7 triệu bộ này ha. Như mới nè. Còn mà chúng ta hồi nãy em nói là gắn vô full led full mập là dự gan với quay led quay mập là dự gan. Còn chúng ta gắn qua full channel, full chờ 2, full chờ X, XFI luôn nha, full channel FI luôn nha. Thì chúng ta lấy cái đế ba càng của full channel xà lại. Đế này nè. Tức là cái đế này bắt vô tay dên không vừa. Thì chúng ta lấy cái đế ba càng của full channel xà lại, còn mấy này là xài game 125. Chỉ lấy cái đế sắt thôi. Ok ha. Rồi bố, phần bố là như mới rồi. Chuông thì có hơi hơi dấu lằn hơi. Chưa có bị khớp sọc nhiều, hơi 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 à. Tại vì nó sản xuất tới tháng 8 2022. Ngày 16 tháng 8 2022 đây nồi chuồng heo lớn đẹp như thế này ha. Can xà ban. Bút lông nè. À RCC, FCC gì còn thì thinh cho ha. Nồi rất là đẹp nồi, còn găng này là bao găng luôn. Găng cỏ này là bao luôn nha bà con ha. Bao hú luôn đó. Rồi nó có khâu đầy đủ nha. Rồi bộ nồi game 125 này thì 3.7 triệu nha bà con ha. Hàng cọp cuối cùng của game 125 của Bình Sang Con luôn đó. Nó là cuối cùng rồi đó. Nó là tháng 8 là cuối cùng. Đầu số máy là 640 là cuối cùng của game 125, không còn cái bộ nào mà đất cao hơn nữa nha. Rồi clip này nhiêu đây đi bà con ha, clip sau sẽ là ốc. Rồi, còn một bộ nồi này cho qua. Clip sau sẽ quay ốc game 125 đây. Hổng giờ anh em nào dặn hoài đó thì có ốc nè. Có hai bộ ha. Rồi xin chào bà con nha.